Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel đầu tư tiền ảo Thì hôm nay mình sẽ vô thẳng vấn đề nói về đồng Bitcoin Cash Rồi mình sẽ nói về đồng Bitcoin Đồng Litecoin, đồng Ethereum và đồng IOTA Và mình sẽ trao đổi một số tin tức về một Số sàn giao dịch như là sàn Ubit, sàn Bittrex Sàn Bitfinex và sàn Coinbase và một số tin tức khác thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu à, Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì bây giờ là các bạn đang nhìn vô cái biểu đồ của Bitcoin Cash trên sàn Bitfinex thì tối qua khi mà mình đi ngủ thì giá Bitcoin Cash lúc đó khoảng 2.200 đô thì khi mà mình thức dậy hồi sáng này thì giá Bitcoin Cash sẽ lên tới uh, khoảng 3.682 đô la và bây giờ giá nó đã giữ khoảng chừng 3.240 đô la thì trong vòng vài tuần vừa qua mình đã trao đổi rất là nhiều tin tức về Bitcoin Cash cho các bạn biết à, và hôm nay em nhìn lại thì mình thấy là những tin tức này nó là rất là trùng khớp với nhau nó là có thể nó là một cái chuyện trùng hợp hay là có ai đã sắp đặt sẵn rồi thì chúng ta hãy um, theo dõi là những cái tin tức mà mình đã trao cho các bạn cho tới ngày hôm nay trước hết thì tuần vừa rồi mình đã trao đổi với các bạn là cái À, ví điện tử Blockchain.info nó đã bắt đầu à, hỗ trợ cho Bitcoin Cash Nghĩa là những người nào mà xài cái ví điện tử này có thể dự trữ Bitcoin Cash ở trên cái ví này Hồi xưa thì các bạn chỉ có thể dự trữ được Bitcoin mà thôi Kế tiếp thì công ty BitPay đã chấp nhận à, để mà cho người ta thanh toán bằng Bitcoin Cash thì um, nếu như các bạn không có rành về công ty BitPay thì thường thường mà nhiều người mà người ta nói là ở đây người ta uh, cho phép thanh toán bằng Bitcoin đó thì thường thường người ta không có nhận Bitcoin mà người ta nhận qua một công ty gọi là BitPay khi các bạn trả tiền uh, bằng uh, Bitcoin đó thì họ sẽ lấy cái số Bitcoin của họ, của của người trả tiền và họ đã quy ra cái tiền địa phương và đã trả cho cái người chủ quán đó hay là cái người chủ công ty đó để mà thanh toán cho họ thì Lý do tại sao là tại vì có hai vấn đề lớn. À, một người mà giống như giới các bạn là mở quán cà phê đi các bạn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin thì các bạn có hai cái uh, sự lo lắng. Lo lắng thứ nhất đó là ngân hàng nếu như mà biết là bạn à uh, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin thì họ sẽ không thích và nhiều ngân hàng họ sẽ đóng tài khoản của, của các bạn. Uh, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ nhì nữa là khi mà các bạn dự trữ Bitcoin thì các bạn phải chịu cái sự mà lên xuống rất thất thường của thị trường cho nên nhiều cái công ty hay là nhiều cái uh, quán ăn đều không có muốn chịu cái sự mà lên lớn lên xuống thất thường của đồng tiền Bitcoin, cho nên họ đã qua công ty Bitpay để mà được trả bằng tiền mặt. Tuy là các bạn trả bằng tiền Bitcoin nhưng mà họ nhận được bằng tiền mặt. Thì công ty này đã chấp nhận để cho những người uh, tiêu dùng thanh toán bằng Bitcoin Cash, uh, ngoài chiếc Bitcoin các bạn có thể dùng Bitcoin Cash để thanh toán. Thì đây cũng là một cái um, tin tức rất là tốt đối với bitcoin cash. kế tiếp thì hôm qua đã có tin uh, loan đồn ra là giám đốc công nghệ của um, trang web bitcoin com đã nói là ông ta không có thích uh, bitcoin nữa. ông ta đã ra đổi uh, qua sử dụng bitcoin cash và trên cái bài viết này thì ông ta nói là uh, ông ta không có còn thích bitcoin nữa, tại vì cái phí giao dịch quá lớn uh, và quá chậm, cho nên ông ta đã đổi hết qua bitcoin cash nhưng mà cái vấn đề là đây là chuyện rất là bình thường tại vì các bạn nên biết là bitcoin com là trang web uh, bitcoin com này là của người chủ là roger Ver là một người chúng ta biết là rất là ủng hộ uh, bitcoin cash tất cả trang web này đều ủng hộ bitcoin cash cho nên giám đốc công nghệ của công ty này ủng hộ bitcoin cash là chuyện rất bình thường um, và cái trang web mà bitcoin chính thống đó là chính là bitcoin or uh, bitcoin org đó chính là cái trang web chính thống của Bitcoin cho nên hai trong web này là hạt như đối đầu với nhau Bitcoin.com thì giống như các bạn mà không có hiểu rõ thì các bạn nghĩ là Bitcoin.com là là ủng hộ Bitcoin tại sao lại không ủng hộ Bitcoin nữa mà ủng hộ Bitcoin Cash cho nên có thể nghĩ ra nhiều hiểu nhầm thật sự mà nói là Bitcoin.com là ủng hộ Bitcoin Cash chủ là Roger Ver còn Bitcoin.org là trang tránh của Bitcoin là của bên Bitcoin Core Uh, nắm quyền cho nên hai trang web này đối đầu với nhau một bên là ủng hộ cái Bitcoin hiện bây giờ một bên là ủng hộ Bitcoin Cash cho nên giám đốc uh, công nghệ của Bitcoin.com ủng hộ Bitcoin Cash là chuyện rất là bình thường cho nên chúng ta không có được coi nặng uh, cái tin tức này nhưng mà nhiều người không hiểu họ đã coi rất là nặng về tin tức này tại vì họ nghĩ là đây là giám đốc công nghệ của Bitcoin.com đã lên tiếng ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới cái giá trị của Bitcoin Cash trên sàn giao dịch tin tức lớn nhất hôm nay thì chúng ta đã biết là cái ví điện tử combi và sàn giao dịch combi nó đã um, ra mắt mọi người là hôm nay các bạn có thể là mua dự trữ bán và nhận bitcoin cash trên cái sàn giao dịch của họ đây là một tin tức vô cùng tốt đối với Bitcoin Cash giờ đã đẩy giá Bitcoin Cash như chúng ta biết từ 2.200 đô mà lên thẳng tới 3.680 đô bây giờ là Bitcoin Cash đã là 3.173 đô so với ngày hôm qua mới có 2.200 đô thì đã lên gần 1.000 đô trong vòng 24 tiếng đồng hồ nghĩa là lên khoảng 50 phần trăm đó các bạn đây là trang chính thức của Coinbase nói về Bitcoin Cash thì nếu như những bạn nào mà theo dõi Uh, gia nhập vô Facebook uh, tiền ảo của nhóm thì các bạn đã biết là tin tức này hồi sáng này rồi Thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết là ngày 19 tháng 12 nghĩa là hôm nay uh, Coinbase sẽ thêm Bitcoin Cash Khách hàng của Coinbase có thể mua bán gửi cho nhận Bitcoin Cash Thị trường hiện đang tràn ngập nhu cầu cho Bitcoin Cash và giá của Bitcoin Cash đang tăng vọt vì lý do này Thì nếu như các bạn gia nhập vô trang web của uh, nhóm thì các bạn đã biết tin tức này hồi sáng này rồi cái nhu cầu của Bitcoin Cash lớn tới nỗi mà sau khi mà Coinbase và sàn GDEX Cái sàn GDEX là cũng là của công ty Coinbase Thì khi mà Coinbase và cái sàn GDEX bắt đầu giao dịch Bitcoin Cash trên sàn thì Cái Nhu cầu của Bitcoin Cash quá lớn làm cho cái sàn nó phải ngưng hoạt động Trong vòng có vài phút đồng hồ Thì vài phút đồng hồ sau cái sàn nó ngưng hoạt động và nó đã tạo ra một cái sự kiện um, rất là khó hiểu thì nếu như chúng ta nhìn vào cái nếu như bạn nào mà sử dụng Coinbase ấy, hay là sàn ChiX thì các bạn khi mà hồi sáng này khoảng 10 giờ sáng các bạn nhìn vào cái giá trị của Bitcoin Cash trên sàn thì các bạn sẽ thấy giá là 8.499 đô la và cái giá đó cứ đứng yên một chỗ cái giá này không phải là giá thật sự cái giá này là cái giá nó bị lỗi mà thôi tại vì cái sàn giao dịch nó đã bị quá tải cho nên tất cả giao dịch đã bị đóng băng uh, trên Bitcoin Cash cho nên cái giá này nó cứ đứng như một chỗ mà không có ai có thể uh, giao dịch được Cho nên giá này không phải là giá thật sự Hiện bây giờ giá thật sự của Bitcoin Cash trên sàn của Coinbase thì khoảng 3.200 đô la uh, Giá hiện bây giờ Cho nên có một số bạn đã nhắn tin hỏi mình có phải là giá Bitcoin Cash hiện bây giờ là 8.500 đô la hay không Thì không đúng nha các bạn, cái giá này là cái giá bị lỗi mà thôi Cái công nghệ của nó bị lỗi cho nên cái sàn nó đưa ra cái giá này Nhưng mà giá này đã bị đóng băng và không ai uh, có thể giao dịch được mà bây giờ là cái sàn giao dịch đã trở lại bình thường và giá của Bitcoin Cash như mình mới nói là khoảng 3.200 đô hiện bây giờ và cái sự kiện này nó đã để cho Bitcoin Cash đứng vào hàng thứ ba Bitcoin Cash hồi xưa giờ thì vẫn đứng vào hàng thứ ba của CoinMarketCap.com với cái tổng số giá trị là 59 tỷ đô la nhưng mà với cái giá trị mà Bitcoin Cash tăng lên như vậy nó đã giữ một khoảng cách khá an toàn đối với cái đồng thứ tư đồng Ripple đồng Ripple bây giờ là khoảng 29 tỷ đô la thì giá Bitcoin khác đã đứng một vị trí mà khá ổn định uh, cho hàng thứ ba hiện bây giờ và cách xa đồng Ethereum khoảng chừng 16 tỷ đương nhiên là cách xa Bitcoin rất là xa Bitcoin tới 280 tỷ lần thì Bitcoin cách xa Ethereum cho gần 4 lần và cách xa uh, Bitcoin khác gần 5 lần thì như các bạn đã thấy là những tin tức mà mình vừa trao đổi với các bạn là một là trong vòng hai tuần vừa qua có rất nhiều tin tốt mà tôi tới liên tục như là một sự ngẫu nhiên đối với bitcoin cash có hai là các bạn có thể thấy đây có thể là một cái chuyện mà đã được sắp đặt sẵn như là blockchain minh đã đưa tin tốt ra bitcoin cash rồi lại tới uh, bitpay chấp nhận bitcoin cash rồi lại tới uh, giám đốc công nghệ của bitcoin com nói xấu về uh, bitcoin và nói là ông ta đã chuyển qua hết bitcoin cash và kế tiếp thì uh, chúng ta thấy Coinbase hôm nay đã ra tin tức là đã cho phép giao dịch uh, Bitcoin Cash trên cái sàn của họ thì đây là một số tin tức khá tối với Bitcoin Cash và nó đã tới liên tục như là một sự trùng hợp uh, hay là các bạn có thể nghĩ đây là một sự được sắp đặt sẵn từ cách đây mấy tuần rồi thì đó là uh, phụ thuộc vào suy nghĩ của các bạn mà thôi mình chỉ muốn cho các bạn biết tin tức hiện bây giờ và cái tin tức mà Coinbase nó chấp nhận Bitcoin Cash hôm nay thì rất là bất ngờ Tại vì chúng ta đã biết uh, cách đây rất là lâu thì Coinbase sẽ nói là Bitcoin Cash là sớm muộn gì họ sẽ cho những người mà giữ Bitcoin trên sàn của họ uh, trước cái ngày mà 1 tây tháng 8 khi mà Bitcoin tách ra thành Bitcoin Cash ấy, thì những người đó có thể nhận được Bitcoin Cash trong vòng năm đầu năm 2018 nhưng mà bây giờ chỉ là 19 tây tháng 12 à, uh, mà thôi là các bạn đã nhận được Bitcoin Cash rồi thì nó khá bất ngờ à, và hơn thế nữa là không những là họ cho các bạn nhận được Bitcoin Cash mà họ còn cho những người à, khác lên sàn của họ để mà mua bán giao dịch giữ à, Bitcoin Cash trên sàn của họ vì cái sự bất ngờ này mà cái giá Bitcoin Cash đã tăng vọt hôm nay đương nhiên đây là một điều rất là tốt đối với những người mà đã rất là có lòng tin đối với Bitcoin Cash từ lâu nay nhất là um, Roger V người mà chủ của um, website bitcoin.com và là một người đã rất là ủng hộ Bitcoin Cash um, thì sáng sớm ngày mai ông ta sẽ lên chương trình CNBC Fast Money là cái chương trình mà Charlie Lee đã lên nói về uh, Litecoin cách đây hai tuần đó ông ta sẽ lên cái chương trình đó là một chương trình rất nổi tiếng ở cái giới uh, đầu tư của Mỹ. Theo ông ta sẽ lên TV để mà nói về Bitcoin Cash. Cho nên ngày mai sẽ càng có nhiều người biết tới Bitcoin Cash nữa. Thì theo mình suy nghĩ thì sẽ có càng nhiều người đổ tiền vô để mà mua uh, Bitcoin Cash ngày mai nữa. Đó là một suy nghĩ của mình rồi thôi. Mà không có phải là lời khuyên đầu tư. Thì các bạn hãy suy nghĩ uh, và đưa ra quyết định cho riêng mình. Đây chỉ là tin tức là ngày mai ông ta sẽ lên trên Fast Money của Đài CNBC để mà nói về Bitcoin Cash là một cái chương trình rất là được nhiều người quan tâm tới trong cái giới đầu tư. Kế tiếp thì chúng ta hãy nói về đồng Litecoin thì đồng Litecoin hiện bây giờ là vẫn giữ trên mức um, 330 đô thì chúng ta thấy trong dòng uh, vài ngày vừa qua thì giá trị của đồng Litecoin có lên có xuống nhưng mà hầu hết là giữ giá khoảng chừng uh, 200 90 đô cho tới 320 đô là cái giá đó đây được giữ trong vòng vài ngày vừa qua thì tin tức thật sự cũng không có nhiều. Đồng Litecoin sau khi đã lên một mức rất là đáng kể từ 200 đô mà lên um, cho tới 420 đô và giữ giá khoảng 330 đô thì bây giờ mình nghĩ là đồng Litecoin nó chậm lên một chút. Rồi đồng Litecoin sẽ tiếp tục quyết định là tiếp tục lên hay là xuống. Nhưng mà so với um, tin tức thì hôm nay đồng Litecoin không có nhiều tin tức nếu như chúng ta qua bên cái trang Twitter của Charlie Lee là người sáng tạo của Litecoin thì hôm nay uh, ông ta không nói về Litecoin mà có nhiều người đã uh, chỉ trích là Charlie Lee là hồi xưa là giám đốc kỹ sư của công ty Coinbase thì ông ta có thể là đã biết tin tức nội bộ và có thể là đã mua hay là bán uh, đồng Bitcoin Cash để cho có lợi riêng cho mình thì ông ta đã uh, nói là ông ta không có tin tức nội bộ và cũng không có uh, gì lợi đích riêng cho mình khi mà ông ta biết được là sàn uh, GDAX và sàn Coinbase cho phép mua bán Bitcoin Cash thì ông ta đã dùng Bitcoin Cash của mình mà lên sàn để mà bán giống như tất cả mọi người chứ không có tin nội bộ thì um, đây là cái tin tức mà liên quan tới Charlie Lee hôm nay không có tin tức gì liên quan tới đồng Litecoin bây giờ chúng ta hãy tiếp tục nói về đồng Ethereum đồng Ethereum thì bây giờ thì vẫn giữ giá trên 800 đô, thì tương tự như đồng Litecoin thì trong vòng mấy ngày vừa qua đồng Ethereum cũng không có tin tức nhiều và sau uh, cái đợt mà lên liên tục uh, từ 600 đô mà lên thẳng cho tới uh, 800 75 đô trên sàn Coinbase thì đồng Ethereum thì bây giờ đã giữ giá trên 800 đô và như mình mới nói tin tức của đồng Ethereum thì cũng không có nhiều nếu như chúng ta nhìn vào cái Twitter của Vitalik Buterin là người tạo ra đồng Ethereum thì bây giờ là cái điều mà những lập trình trên Ethereum những người mà quan tâm tới um, đồng Ethereum thì cái điều chính bây giờ là họ đang quan tâm tới ngay cả và Vitalik Buterin cũng đang quan tâm tới là làm sao để cho mạng lưới của Ethereum có thể giải quyết được nhiều giao dịch và tốn ít thời gian hơn thì vấn đề là muốn cải cải tạo cái vấn đề này không phải riêng cho đồng Ethereum mà là đối với rất nhiều đồng khác. Cũng xảy ra cái trường hợp tương tự là cái mạng lưới khi mà nhiều người dùng tới thì nó sẽ rất là chậm và phí rất rất là, rất là cao. Um, vấn đề là rất là khó giải quyết tại vì giống như ở đây uh, anh ta đã nói là khi mà anh ta thử nghiệm ở trên mạng lưới thử thì anh ta có thể là dùng cái máy tính của mình mà giải quyết 500 giao dịch trong một giây nhưng mà khi mà anh ta dùng cái máy vi tính đó để mà lên cái Network chính thức của Ethereum thì anh ta chỉ có thể giải thích được giải quyết được 11.5 giao dịch trong vòng một giây thì cái 11.5 so với cái 500 này thì khác nhau rất là nhiều lý do tại vì thứ nhất là nó phải trừ hao lỡ như người nào mà tấn công mạng lưới và thứ hai nữa là um, cái máy thì phải có thời gian để nó đồng bộ hóa đối với cái mạng lưới, cho nên trong cái um, lúc mà họ thử nghiệm trên cái mạng lưới thử nghiệm và lúc mà họ đưa ra um, cái thử nghiệm đó lên trên cái mạng lưới chính thức thì khác nhau rất nhiều, cho nên đó là một điều mà làm cho nhiều lập trình cho Ethereum rất là đau đầu. Hiện bây giờ thì họ vẫn đang suy nghĩ và bây giờ là cái quan trọng nhất là làm sao để giải quyết được những cái giao dịch trên mạng Ethereum cho nó nhanh hơn và nó tốn ít À, phí hơn. Còn muốn nói về đồng Bitcoin thì sao cái lúc mà đồng Bitcoin đã lên à, rất là đáng kể trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, khi mà đồng Bitcoin đã lên à, từ cái mức mà 12.000 mà lên thẳng cho tới à, gần 20.000 trên sàn Coinbase nghĩa là 19.900 đô, thì nhiều người đã à, có lời và họ đã chốt lời ở trên Bitcoin và họ đã đẩy tiền. À, lời của họ đi xuống những đồng khác. Như chúng ta đã thấy đó là lý do tại sao mà một số đồng như đồng Bitcoin, đồng Litecoin nó đã lên rất là nhiều. Theo mình nghĩ là một số người chốt lời họ không những là lấy tiền mặt ra khỏi thị trường tiền kỹ thuật số mà họ có thể đẩy cái tiền đó xuống để mà mua thêm những đồng khác. Cho nên đây là một chuyện cũng rất là bình thường khi mà Bitcoin lên cao thì những đồng khác nó đều giảm giá tại vì tất cả mọi người đều bán. Để mà đẩy tiền vô Bitcoin, khi mà Bitcoin lên cao thì người ta lại chốt lời và một số tiền chốt lời đã được đẩy xuống những đồng khác để những đồng khác tiếp tục được lên giá Và Bitcoin nó lại đi xuống một chút tại vì họ có thể bán Bitcoin để mà đẩy vô những đồng nhỏ khác Rồi khi mà những đồng nhỏ khác lên giá họ lại chốt lời của những đồng nhỏ Rồi đẩy cái tiền đó vô Bitcoin để mà đẩy giá Bitcoin lên Thì đây là một sự kiện rất bình thường trong cái thị trường tiền kỹ thuật số cho nên mình thấy cái giá trị Bitcoin đi xuống thì bây giờ là khoảng 17.000 đô thì cũng rất bình thường. So với mình thì trong vòng một tháng vừa qua Bitcoin có thể đi um, không tới một tháng trời nữa. Các bạn trong vòng chỉ có 18 ngày vừa qua mà Bitcoin có thể từ 11.000 mà lên tới 17.000. Là đối với mình là đã rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là có nhiều bạn hy vọng Bitcoin sẽ lại đi, đi cao đi cao hơn nữa nhưng mà mình nghĩ là hiện bây giờ uh, những đồng tiền nhỏ rất là mạnh thì cho tới khi nào mà họ chốt lời những đồng tiền nhỏ, lúc đó tiền nó mới tiếp tục đẩy về Bitcoin nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy nói về đồng IOTA thì hôm nay cũng đã có một tin tức rất tốt về đồng IOTA thì công ty uh, Robert Bosch Venture Capital đó họ đã đầu tư vô một số vốn lớn cho uh, IOTA, họ đã mua rất là nhiều uh, đồng IOTA để mà dự trữ tại vì họ tin tưởng về công nghệ của công ty IOTA là công nghệ Tango mình mình đã nói tới uh, cách đây một uh, hai tuần thì như chúng ta đã biết thì tuần vừa qua thì IOTA đã được đã bị nhiều chỉ trích tại vì họ loan tin ra là họ đã có một cái hợp đồng đối tác đối với công ty Microsoft và cuối cùng tin đó là một cái tin không đúng sự thật cho nên đồng IOTA đã bị à, giảm giá khá trầm trọng để chúng ta nhìn vô biểu đồ IOTA thì các bạn sẽ thấy là đồng IOTA đã được lên sau khi mà tin tức loan ra là họ đã có Um, hợp đồng đối tác trên công ty Microsoft Nhưng mà sau đó cái hợp đồng lại lại không đúng sự thật Cho nên đồng IOTA đã từ Giá là 5 đô la mà xuống thẳng Tới chỉ còn có 326 đô la Rồi sau những ngày sau đó Thì nó đã giữ giá khoảng chừng 330 đô la Và sau khi mà tin tức loan ra Là tin tức ngày hôm nay Là công ty Robert Bush Venture Capital Đã um, Mua rất là nhiều đồng IOTA Thì giá nó được đẩy lên um, Từ Chúng ta thấy là từ à, 3 đồng 75 đô la lên cho tới 5 đồng 80 đô la và bây giờ nó giữ giá là 5 đồng 15 đô la thì à, tin tức này là khá tốt đối với đồng IOTA thì tuy nhiên sau cái sự cố mà tuần vừa rồi mà cái tin tức Microsoft loan tiền ra là một tin tức không có đúng sự thật lắm thì tin tức này à, đã được nhiều người tin tức này đã được nhiều người um, để mà kiểm chứng và hiện bây giờ thì mình không có lý do nào nghĩ là tin tức này là tin tức giả uh, và sự thật là robert bush venture capital đã uh, đang mua đồng iota với số lượng lớn thì bây giờ là mình cũng chưa biết được uh, nhưng mà hiện những tin tức mà chúng ta nhận được là tin tức này là không có lý do gì mà chúng ta không thể tin nhưng mà nếu như có tin tức nào khác thì mình sẽ cho các bạn biết về đồng iota kế tiếp thì mình muốn nói tới một số bạn mà đang bị uh, giam đồng ở trên sàn bitrex thì nếu như các bạn nào mà uh, đang uh, gia nhập vô cái facebook uh, tiền ảo thì các bạn đã biết tin tức này ngày hôm qua thì uh, sàn bitrex đã đưa ra một tin tức dành cho những người hiện đang bị khóa tài sản bởi bitrex uh, thì các bạn trước hết là phải gửi một cái vé hỗ trợ hay còn gọi là support ticket và chờ đợi và những chi tiết là từ Bitrix đưa ra là trong vài tháng qua Bitrix đã và đang trong quá trình cải thiện quy trình xác à, minh danh tính của mọi người có một số lý do để cải tiến quy trình của Bitrix bao gồm các quy trình nhận dạng được cải tiến để giúp bảo vệ người dùng trên sàn Bitrix khỏi bị trộm cắp và gian lận và ngăn chặn sự lạm dụng nền tảng Bitrix ngoài ra Bitrix phải tuân thủ những đạo luật bảo mật ngân hàng luật pháp và các biện pháp thực hiện nghiêm túc là một cái nghĩa dụ của công ty Bitrix và Bitrix đã cam kết bảo đảm rằng các dịch vụ của họ không được sử dụng để mà cho việc rửa tiền ủng hộ khủng bố hoặc gian lận hoặc à, hoạt động bất hợp pháp khác Bitrix nói rằng họ biết là cái quá trình và quy định à, xác minh danh tánh của họ có thể gây ra bực bội hoặc phiền tái Họ đã nghe thấy nhiều khiếu nại của mọi người và đang làm việc nhanh chóng để giải quyết từng vé hỗ trợ cá nhân trong hệ thống của họ thì như bạn đã bị giam tiền ở trên sàn Bitrix và đã gửi một cái vé hỗ trợ thì bạn bây giờ chỉ có thể chờ mà thôi, không thể làm gì khác. Kế tiếp nữa thì hôm qua mình đã nhận được tin là cái sàn uh, Ubit là một sàn um, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng khá nhỏ ở Hàn Quốc. Thì cái sàn này thì mình đã nhận được tin là đã bị hacker tấn công ngày hôm qua nhưng mà hôm nay thì họ đã ra tin tức là sau cái vụ tấn công đó thì như họ đã chuẩn bị để mà khai phá sản. Thì hiện bây giờ là những người trên cái sàn này thì họ có thể là rút ra được khoảng 75% của tổng số tiền mà họ có. Như nếu như bạn có uh, 10.000 đô la thì bạn có thể rút ra được khoảng chừng 7.500 đô la. Còn cái phần còn lại thì phải chờ quan tòa quyết định sau đó rồi các bạn mới có thể lấy ra cái phần còn lại được. Nhưng mà có thể lấy được hay là không thì cũng tùy theo, tại vì uh, tùy theo là khi mà bán hết tất cả tài sản của sàn UBIT có thể mà được cái số đó để các bạn trả lời cho các bạn hay không? Thì hiện bây giờ vẫn còn chưa biết nhưng mà mọi người chỉ có thể lấy ra được 75% mà thôi. thì uh, đây là tin tức mà chúng ta nhận được ngày hôm nay về sàn giao dịch Ubit. kế tiếp thì mình muốn um, cho các bạn biết là nhiều bạn đã nói là mình đã giải thích các bạn biết là năm sau sàn Coinbase sẽ đưa thêm một số tiền, kỹ thuật số lên trên sàn của họ. và hôm nay có nhiều người đã nói là, uh, đó là có phải là uh, lý do mà Bitcoin Cash đã được đưa lên sàn ngày hôm nay? Nhưng mà đó là chỉ là bắt đầu mà thôi, sàn Bitcoin Base sẽ tiếp tục đưa lên một số đồng khác lên sàn của họ vào năm sau. Nhưng mà chúng ta là không biết là sàn nào. Nhưng mà dựa theo những gì mà các bạn biết hôm nay thì Bitcoin Cash khi mà được đưa lên sàn của Coinbase thì giá đã tăng rất là nhiều. Thì các bạn thấy là sàn Coinbase rất là mạnh và nếu như bất cứ đồng nào được đưa lên sàn Coinbase thì nó có thể có khả năng lên giá rất là cao. Thì Ngược lại với những người đã tính hồi đó tới giờ là họ tính là nếu như mà sàn Coinbase giao Bitcoin Cash cho những người mà đã có Bitcoin trên sàn của họ trong cái lúc mà Bitcoin với Bitcoin Cash tách ra hồi tháng 8 đó, thì người ta sẽ lấy cái đồng đó để mà bán thì giá Bitcoin Cash sẽ xuống Nhưng mà hoàn toàn ngược lại khi mà Coinbase cho phép mua bán Bitcoin Cash thì mọi người lại đổ vô để mà mua và bán Bitcoin Cash và người mua lại quá nhiều cho nên đã đẩy giá lên rất là cao Thì Hiện bây giờ đó thì chúng ta thì không biết được đồng nào sẽ được uh, Để lên trên sàn của Coinbase kế tiếp Nhưng mà mình đã cho các bạn biết là sàn Coinbase nó đã đưa ra một cái Khuôn khổ nó gọi là GDEX Digital Asset Framework Cái khuôn khổ này là cho các bạn biết là một đồng mà muốn được đưa lên cái sàn GDEX và sàn Coinbase thì nó Phải có Những cái chi tiết gì Thì nếu như các bạn coi thì cái Người mà viết cái bài viết này đó đã, đã đưa ra một cái số tên là có thể là được để lên trên sàn của coinbase đây là chỉ là những cái suy đó mà thôi các bạn cũng không thể nào mà tin tưởng lắm nhưng mà đây cũng có thể là một cái nền tảng mà các bạn suy nghĩ có những đồng nào có thể được uh, sàn coinbase chấp nhận để mà để lên sàn của họ thì những cái đồng lớn như là đồng ripple đồng dash đồng iota đồng qtum đồng Omega Gold, đồng Neo, đồng Strash và đồng Waves. Những đồng này đều có khả năng được đưa lên trên sàn của Coinbase dựa dựa vào cái khuôn khổ mà họ đã đưa ra. Những đồng nhỏ khác như đồng đồng Zcash, đồng Lumen, đồng EOS đồ, những đồng này cũng có khả năng được đưa lên nhưng mà không có cao lắm. Thì đây chia tin tức mình muốn cho mọi người biết thì các bạn không thể nào tin khi tin tức này quá. Các bạn chỉ có thể tham khảo tài liệu mà thôi. Kế tiếp nữa thì chúng ta đã biết là um, cái nhu cầu cho những sàn giao dịch uh, tiền kỹ thuật số hiện giờ rất là cao. Thì chúng ta đã biết là sàn Bitfinex hiện giờ đã nhận được rất là nhiều người muốn gia nhập vào cái sàn giao dịch của họ. Um, hiện bây giờ thì uh, sàn Bitfinex đã không có nhận những người có quốc tịch Mỹ nữa. Tại vì họ uh, không muốn tiếp tục làm việc cho những người có quốc tịch Mỹ. Sàn này chỉ để dành cho những người... Uh, mà châu âu xài là phần đông thì chúng ta thấy hiện giờ cái xe này các bạn muốn gia nhập thì các bạn phải nhận được một cái số mời nếu như các bạn không cái, cái số mời này thì các bạn không thể nào gia nhập được thì nếu như đây là sự thật thì các bạn thấy là cái sự mà người dân muốn gia nhập cho thị trường kỹ thuật số nhà thì lại càng đông kế tiếp thì uh, có một công ty uh, ở bên nhật bản thì họ đã cũng khá tầm cỡ khá lớn thì họ nhân viên của công ty này có thể uh, được trả bằng Bitcoin nếu như nhân viên đồng ý thì không phải là một phần của lương mà thôi thì khoảng chừng 100.000 Yen thì nghĩa là khoảng 890 đô la mỗi một tháng bằng uh, tiền Bitcoin nhưng mà có vấn đề là mình không có cảm thấy đây là một cái gì đáng quan tâm tại vì không có, theo mình thì không có mấy người muốn được trả tiền lương bằng Bitcoin thứ nhất là À, cái phí bitcoin rất là cao, hồi sáng này mình kiểm tra cái phí bitcoin hiện bây giờ là khoảng 66 đô la để mà gửi bitcoin. thứ nhì nữa là cái quá trình gửi đó thì nó cũng khá lâu, cho nên mình nghĩ cũng không có mấy người uh, chấp nhận được trả tiền uh, lương bằng bitcoin, cho nên chúng ta cũng không có uh, thể coi trọng cái tin tức này lắm. và công ty này gọi là công ty GMO Internet Group. và cuối cùng mình muốn nói về đồng storage nhưng mà mình không có muốn nói về chi tiết về đồng storage cái này là một cái bài viết về đồng storage nhưng mà mình có thể nói cho các bạn biết uh, sơ sơ là có một số đồng khi mà các bạn mua các bạn phải biết là có một số lớn đang được dự trữ bởi cái công ty mà tạo ra cái đồng đó công ty uh, storage là một cái uh, điển hình và một cái đồng khác mà được nhiều bạn quan tâm tới đồng ripple thì uh, tất cả các đồng đã được đào sẵn và họ đã giữ một số đồng trong tay giống như là đồng uh, Ripple hiện bây giờ là công ty của Ripple đã giữ được rất là nhiều uh, đồng Ripple và họ một tháng tung ra một số ít cũng như tương tự như là đồng Storage ấy. thì nếu các bạn giữ những đồng này thì các bạn phải biết là có một rủi ro nếu như công ty này mà tung ra hết tất cả các đồng như là nếu như mà đồng Ripple tung ra hết tất cả các đồng lên trên thị trường thì lúc đó giá trị sẽ bị giảm xuống cũng giống như, như là công ty storage mà nếu như mà đồng storage được tung ra hết trên thị trường thì giá trị của storage nó sẽ giảm xuống cho nên khi các bạn đầu tư những đồng mà có một cái số lượng đồng bị tồn kho lớn thì cái đó là một cái nguy hiểm mà các bạn phải nghĩ tới. nhưng như các bạn thấy là tổng số đồng ripple trên thị trường à, là tới 100 tỷ nhưng mà hiện bây giờ cái số mà đồng Ripple lưu động cho thị trường chỉ có 38 tỷ mà thôi Thì cái số đồng còn lại là khoảng 62 tỷ của đồng Ripple Là hiện bây giờ là được đang giữ trong tài khoản uh, của công ty Ripple ở San Francisco Thì mỗi một tháng họ sẽ đưa ra 1 tỷ đồng Ripple Cho uh, đến khi nào mà họ đưa hết 100 tỷ ra thị trường mà thôi Nhưng mà nếu như mà họ không muốn chờ đợi mà họ cần tiền hay gì đó mà họ tung ra hết 62 tỷ còn lại thì các bạn nghĩ giá Ripple đủ đó sẽ xuống tới độ nào? cho nên khi mà các bạn đầu tư vô một số đồng mà có số lượng tồn kho khá lớn thì các bạn phải uh, biết đó là một cái nguy hiểm. thì tới đây mình xin tạm dừng cái video này. nếu như các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút like để cho những người khác có thể theo dõi và tìm được cái video này dễ dàng. Uh, và nếu các bạn chưa có subscribe chưa cái chương trình YouTube này thì hãy subscribe vô để nhận được những tin tức mới nhất thì một lần nữa thích. cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn sau